Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa có buổi điện đàm với ông Yasutoshi Nishimura, Bộ trưởng Phục hồi Kinh tế của Nhật Bản. Hai bộ trưởng đã thảo luận về việc gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP của một số nền kinh tế đang bày tỏ sự quan tâm tới hiệp định này, đặc biệt là Vương quốc Anh. Bộ trưởng Yasutoshi Nishimura đề nghị Việt Nam ủng hộ việc tổ chức phiên hội đồng cấp bộ trưởng Hiệp định CPTPP lần thứ tư dự kiến diễn ra vào đầu tháng 6 năm 2021 để xem xét khởi động tiến trình đàm phán gia nhập Hiệp định của Vương quốc Anh sau khi nước này chính thức nộp đơn xin gia nhập vào ngày 1 tháng 2 năm 2021. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao nỗ lực và sự chuẩn bị chu đáo của Nhật Bản và cho biết Việt Nam sẽ tích cực phối hợp với Nhật Bản và các thành viên CPTPP tổ chức thành công phiên họp hội đồng CPTPP lần này. Tại buổi điện đàm, hai bộ trưởng cũng dành thời gian trao đổi về việc thực thi hiệp định CPTPP. Bộ trưởng Nishimura đề nghị Việt Nam ủng hộ các sáng kiến của Nhật Bản trong thời gian tới, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ để thực thi hiệu quả hiệp định CPTPP. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản trong quá trình thực thi hiệp định CPTPP và đề nghị Bộ trưởng Yasutoshi Nishimura hỗ trợ, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản có nhu cầu đầu tư tại Việt Nam, từ đó giúp Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Nhật Bản, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất ô tô, điện tử, thiết bị y tế, dệt may cũng như các lĩnh vực có lợi ích cho sự phát triển quan hệ kinh tế thương mại song phương.